Ủa, chị. Chú Phúc, sao rồi chú? Dạ, em cứ tưởng thay đổi rồi chứ. Ai ngờ, tính nào tật nấy à. Lần này thầy hiệu phó nói phải phạt thật nặng á. Chú không giúp gì được hết hả? Lần này do nó đánh người ta trước, mà đánh nặng lắm. Em cũng không giúp được gì. Mà nè, chị cứ bình tĩnh nha, không thôi mọi chuyện phức tạp á. Chị biết rồi. Dạ. Dạ, xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Dạ, em chào chị. Em giới thiệu với hai chị, đây là phụ huynh của học sinh Mẫn ạ. Chào chị. Dạ, chào thầy. Cô là mẹ của nó phải không? Cô dạy con kiểu gì vậy? Để cho nó đánh con người ta tới mức độ như vậy. Nó là học sinh hay là xã hội đen vậy? Kìa chị. Dạ, tôi xin lỗi chị. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Bộ đánh người ta xong rồi nói một tiếng xin lỗi là xong hay sao? À, nghe nói cô là bác sĩ nổi tiếng lắm mà. Phải rồi, nổi tiếng đến mức á, không có thời gian để mà giáo dục con. Để nó muốn làm gì thì làm. Được rồi, cô chờ đó đi. Khi nào mà có giấy chứng nhận thương tích rồi á, tôi sẽ đi kiện cô để cho cô biết. Chị ơi, chị bình tĩnh, có cái gì thì từ từ nói. Mình có cách giải quyết mà chị. Thôi giờ vậy, mấy chị cứ bình tĩnh, coi như nể tình tôi đi. Cuộc đời mà, ai không phạm sai lầm, quan trọng là người ta biết cái lỗi người ta, tới đây xin lỗi hai chị. Thôi thì cũng mong hai chị mình xí xóa cho nha. Dạ, tôi xin lỗi hai chị, xin lỗi thầy, xin lỗi cô. Đúng là tôi đã quá bận rộn, cho nên không có thời gian chú ý tới con cái của mình. Cho nên để nó muốn làm gì thì làm. Tôi cũng là mẹ của hai đứa con, cho nên tôi rất là hiểu cái cảm giác của hai chị khi mà thấy con của mình bị đánh như vậy. Bây giờ thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin lỗi hai chị. Cô xin lỗi hai cháu. Em xin lỗi chị, một phần cũng lỗi tại em chưa có dạy cho Mẫn tốt lắm. Sao cô phải xin lỗi tôi? Đáng lý ra tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Trong thời gian qua chắc cô cực với thằng Mẫn lắm hả? Dạ không có đâu chị. Mẫn bây giờ so với trước kia đã thay đổi rất là nhiều rồi. Mẫn cũng cố gắng dữ lắm, cho nên là chị đừng có giận Mẫn nha chị. Cảm ơn cô Diệu Hiền nhiều lắm nha. Dạ. Thôi, tôi về, xin phép cô. Về chứ. Con vô nhà đi. Mẹ.
Hôm nay con có 3 món quà tặng mẹ. Một hoa hồng đỏ, hai là nước hoa mẹ thích và một món quà nữa. Ít ra mình cũng còn thằng Minh nó ngoan. Còn một món quà nữa. Sao con ở đây vậy? Con không tới nhà hàng hả? Dạ, giờ con đi nữa. Khoan đã. Con tặng quà cho mẹ hả? Dạ. Cái gì đây? Con mua cái này tặng cho mẹ đúng không? Dạ, tại anh hai nói là mẹ thích cái đĩa này. Mà con không có nhiều tiền nên con chỉ mua được vậy thôi. Đi theo mẹ. Mẹ, mẹ làm gì vậy mẹ? Một món quà tuyệt vời như vậy thì mẹ con của mình phải thưởng thức chung chứ. Mà bây giờ không phải lúc nghe đâu mẹ ơi. Bây đây giờ là mình... lúc mẹ con chúng mình phải dành thời gian cho nhau. Hay thiệt. Bài hát này rất hay. Nhất là nghe trên cái đĩa này càng thấy hay hơn nữa. Cảm ơn con trai. Con có biết tại sao mẹ thích nghe bài này không? Tại vì lúc mẹ có thai con, ngày nào mẹ cũng nghe bài này hết. Mà mẹ nghe người ta nói á, một người phụ nữ khi mang thai nghe được những bài hát hay thì sẽ sinh ra được những đứa con rất là tuyệt vời. Và con là một đứa con trai tuyệt vời của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Con trai không có được khóc, phải mạnh mẽ lên. Ngày con bước đến cuộc đời, con mỉm cười thật xinh tươi. Nụ cười con sao giống cô xin lỗi hai cháu. Thật hạnh phúc, nước mắt mẹ rơi. Mẹ yêu thương ba chở che
và chăm lo dạy dỗ. Đôi cánh ấy mãi theo con suốt cuộc đời. Tình yêu ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần. Để anh cho hai nói là mẹ thích cái đĩa này, mà con không có nhiều tiền chưa mua được đĩa này. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ, để chạm đến những ước mơ ngọt ngào.